Thời điểm này là lúc những thửa ruộng bậc thang tại Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang bắt đầu vào mùa gặt, tràn ngập sắc vàng rực rỡ của lúa chín. Ruộng bậc thang và văn hóa ruộng bậc thang được coi là đặc sản của vùng đất này. Nó không chỉ mang đến giá trị kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp, mà còn là nguồn tài nguyên độc đáo thu hút du khách đến với đất trời Tây Bắc. Hoàng Su Phì, miền đất vỏ cây vàng nơi đầu nguồn sông chảy, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển du lịch bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ của tỉnh Hà Giang. Vào mùa lúa chín, các thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, uốn lượn qua những sườn đồi, trải dài một sắc vàng bát ngát giữa đại ngàn. Những tour khám phá vẻ đẹp ruộng bậc thang luôn là điểm đến ưa thích của nhiều du khách. Tranh thủ cái thời gian này để đến đây để thưởng thức cái không gian của Hoàng Su Phì, nhìn những dãy những cánh đồng lúa chín vàng như thế này, đồi núi chập trùng, tôi càng cảm thấy là yêu cái quê hương mình hơn, đồng thời là cảm thấy cái co tâm hồn mình như được hòa quyện với thiên nhiên và cảm thấy mình được thư giãn rất là nhiều sau rất là nhiều những cái thời gian mà mình làm việc vất vả. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì có nhiều tiềm năng thế mạnh để xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo. Tuy nhiên, các sản phẩm còn mang tính đơn lẻ, chưa có tính liên kết vùng. Rất cần kết nối tour tuyến, kết nối giữa các đơn vị lữ hành để hình thành những sản phẩm tăng tính trải nghiệm. Góp phần đưa ruộng bậc thang trở thành sản phẩm đặc trưng riêng có. Hoàng Su Phì được là một nơi mà được thiên nhiên khá là ưu đãi, đó là có bao gồm cả suối, cả thác, cả lúa, cả rừng cây cũng như thiên nhiên rất là ưu ái cho nơi đây. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì mình nghĩ rằng là nơi đây sẽ rất là phát triển về du lịch. Đối với phía Vietravel thì sắp tới là mình cũng sẽ mở rộng nhiều cung tuyến đường hơn để cho du khách có thể là trải nghiệm được hết được cái vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã mà thiên nhiên mang tặng cho nơi đây. Theo thống kê, trong tháng 9, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đón trên 20.000 lượt khách du lịch, đông nhất từ trước đến nay. Từ thắng cảnh di tích quốc gia ruộng bậc thang kết hợp với việc phát huy giá trị các làng văn hóa du lịch cộng đồng, bảo tồn những phong tục tập quán, những lễ hội truyền thống đã từng bước xây dựng thương hiệu miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì trên bản đồ du lịch cả nước.